Điểm tin trưa ngày 30 tháng 10 năm 2023. Tài xế buồn ngủ, xe khách chở 10 người lật trên quốc lộ. Vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 29 tháng 10, tài xế Lê Hồng Phong, trú tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 81F02080 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Trên xe lúc nãy có khoảng 10 hành khách. Do tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe mất lái, đâm vào giải phân cách trên quốc lộ. Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được xử lý. Giao thông qua đây không xảy ra ùn tắc. Sự việc do xe khách tự gây nên, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế xe khách buồn ngủ, rất may không có thiệt hại về người. Xe tải đi vào đường cấm, tông trúng vợ chồng trẻ, người vợ mang bầu tử vong. Sáng 29 tháng 10, đại diện Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 10 tại đường Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Thời gian trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 29C01134 do tài xế Trần Thị Hoa, sinh năm 1984, quê Nam Định điều khiển, di chuyển trên đường Lê Lợi, đường cấm ô tô. Tại đây, xe tải đâm vào một xe máy không biển số, chở theo hai người là Nguyễn Nhật M và VKA, cùng sinh năm 2003, ở quận Hà Đông. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy lao vào cột biển báo tại ngã tư Lê Lợi, Hoàng Hoa 8. Tại hiện trường, Nguyễn Nhật M và VKA bị ngã lên vỉa hè, bị thương nặng. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, VKA sau đó đã tử vong. Theo cảnh sát, hai nạn nhân là vợ chồng, nạn nhân VKA đang mang bầu. Một số nhân chứng cho biết, sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, tài xế xe tải đã lái xe khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã khống chế được người này. Vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông tiếp tục làm rõ. Đá rơi đè nát ô tô, tài xế tử vong ở Hà Giang. Một tảng đá rơi từ trên núi xuống đã đè trúng ô tô 7 chỗ đang di chuyển qua địa bàn xã Bả Vì, Mèo Vạc, Hà Giang, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Vụ việc đá rơi đè trúng ô tô xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 10. Thời điểm xảy ra tai nạn, một tài xế 34 tuổi ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang đang điều khiển ô tô mang biển số 23A084XX đi trên đường xuống bến thuyền sông Nho Quế, xã Bả Vì, huyện Mèo Vạc. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ đổ sát tàu ly dương, kính chắn gió và một phần nóc xe vỡ nát, biến dạng. Tài xế tử vong trên ghế lái, tảng đá đè lên một phần thi thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bả Vì cho biết, khu vực xảy ra tai nạn có mưa từ sáng, hiện chưa xác định được vị trí tảng đá trước khi rơi do mưa làm mất dấu vết. Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có tài xế trong xe, nạn nhân hành nghề lái xe dịch vụ. Hiện tại, thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện huyện Mèo Vạc để khám nghiệm. Hàng loạt ghế đá ở phố biển Vũng Tàu bị xịt sơn quảng cáo web cá độ. Sáng 29 tháng 10, chính quyền phường 1 thành phố Vũng Tàu và người dân cùng nhau dùng dẻ nước để lau chùi hàng trăm chiếc ghế đá bị xịt sơn đỏ. Nội dung các vết sơn để quảng cáo cho một website cá cược bóng đá, cờ bạc. Ghi nhận tại công viên Lê Lợi Trần Hưng Đạo, nhiều chiếc ghế đá bị kẻ lạ phun xịt sơn đỏ với cùng dòng chữ F88XX thử ngay vận may sẽ đến. Người dân địa phương cho hay dòng chữ đó được sơn trên ghế đá vào khuya 27 tháng 10. Không chỉ ở khu vực trên, theo quan sát, hàng loạt ghế đá trên tuyến đường ven biển, ngay công viên bãi trước và một số công viên khác cũng ghi nhận tình trạng bị xịt sơn đỏ với nội dung tương tự. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 1, thành phố Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn phường có khoảng 300 chiếc ghế các loại bị xịt sơn đỏ như vậy. Trước mắt, trong sáng 29 tháng 10, địa phương đã cho lau sạch các ghế đá này. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố xác minh sẽ xử lý nghiêm hành vi của người xịt sơn vẽ bậy trên hàng loạt ghế đá nói trên. Cảnh sát đu dây cứu nam du khách Nga mắc kẹt dưới thác dự. Chiều 29 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa cứu thành công một nam du khách mắc kẹt tại suối. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc có một nam du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ Khe Ram thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất hai xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ. Cảnh sát mang theo thiết bị cứu hộ đi bộ hơn 1 km đường dốc mới tiếp cận được vị trí nam du khách đang mắc kẹt dưới thác nước cao chảy xiết. Lực lượng chức năng đã cho đội hình vượt xuyên tụt dây tự cứu bằng dụng cụ PET tự hãm để tiếp cận, mang các trang bị bảo hộ cho người bị nạn để đưa ra vị trí an toàn. Sau gần 30 phút, cảnh sát đã đưa nam du khách ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu, nam du khách trên quốc tịch Nga khi đang cùng nhóm bạn đến tham quan ở khu vực suối Mơ Khe Ram thì xảy ra sự cố.